Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, bão Yagi trên Biển Đông, tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão, đồng thời ban bố lệnh cấm biển trên địa bàn. Người dân khu vực ven biển đã chủ động các biện pháp phòng tránh bão. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiền Hải, để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã ban hành 2 công điện khẩn chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó. Toàn huyện hiện có 501 phương tiện tàu thuyền trên 1.153 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản. Tính đến 14 giờ ngày 5 tháng 9, toàn bộ số phương tiện tàu thuyền và lao động trên đã liên lạc và nhận yêu cầu vào nơi tránh trú bão. Tại Âu Tàu và cảng cá Nam Thịnh Tiền Hải, gần 200 tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn. Toàn bộ người nuôi trồng hải sản ngoài cồn vành đã được chính quyền yêu cầu vào bờ để tránh bão. Người dân cho biết, để chủ động phòng chống bão số 3, ngư dân nghe đài, báo đã chủ động đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú, trong buộc cẩn thận để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Cơn bão nó to mà hơn nữa là thôi thì ở ngoài kia cũng chẳng ấy được, thôi đưa vào thì bà con cũng đưa hết vào đây để cho nó gọn lại nó đổ và cho nó hẳn hoi và còn xử lý chống bão. Cơn bão này thì thấy nó cũng to lắm mà không biết là chẳng chống thì cũng chẳng chống chắc chắn rồi đây, mà không biết có chịu đựng được không. Có khi người phải để tàu đây mà về. Thông tin này thì cũng qua đài thì cũng thấy nó cũng to đấy, mà hơn chục năm nay chưa có bão gió gì, cho nên là bà con ở đây cũng thấy vậy, được cũng đang chống bão này. Vâng. Bằng mọi biện pháp. Tôi vẫn thường nghe đài tiếng nói Việt Nam ngày, có nghĩa là nghe các bản tin. Mà được tin này là cũng 3-4 hôm nay rồi. Thông tin này thì quá hữu ích chứ, chúng tôi cứ phải mua đài để nghe thông tin suốt đấy chứ. Ngoài ra trên địa bàn huyện hiện có 1.785 lao động làm việc tại các khu nuôi trồng thủy hải sản ven biển, có 102 nhà yếu với 241 người. Người dân sống ngoài đê quốc gia là 234 hộ trên 651 khẩu. Tất cả các hộ đang chẳng chống nhà cửa, cam kết di rời vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đặc biệt người nuôi trồng ngao ngoài cồn vành đã chủ động đánh bắt lên bờ tránh bị sóng biển cuốn đi. Người dân chúng tôi là đang thu hoạch xong rồi. Về thì chúng tôi đã thu hoạch xong, cho bão không ảnh hưởng gì đến dân. Chính quyền địa phương có thông báo từ hôm qua mà đi là có thông báo là cơn bão số 3 này đổ bộ vào là rất là mạnh, nên là bão to nên là dân chúng tôi phải nói chung là phải làm sớm để cho hoàn thành, cho bão khỏi gây ra, khỏi ảnh hưởng đến thu hoạch. Phòng chống thì bà con là nói chung là lán nung rồi ngao ngó là đều phải thu hoạch sớm trước bão để cho nó ổn định. Nói chung là khuyến cáo dân thì từ bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay là toàn bộ dân là phải thu dọn rồi chòi chung là cấm hết để không được thuyền về chạy ra đấy. Hiện tại hệ thống công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn. Các xã, các ngành và các cụm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng vật tư, nhân lực ứng cứu các trọng điểm đê, kè, cống ngay khi phát hiện có sự cố xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các tiểu ban, các cụm, các xã đến ngay vị trí được phân công để chỉ đạo đôn đốc, tham mưu biện pháp phòng, chống bão, các đội xung kích, tổ giao thông hỏa tốc, cứu thương, cư sách chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện sẵn sàng ứng cứu 24/24 giờ. Khi có lệnh cấm biển và di dân, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc và cương quyết thực hiện triệt để, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị đầy đủ, tập kết tại nơi quy định.